Xin chào anh em nhé. Có nhiều anh em thắc mắc là tại sao cái dơ le ấy ở trên này, ở trên sàn thương mại mình đăng một kiểu mà lại gửi hàng cho anh em, đấy, chữ màu trắng này, không chữ này, mà lại gửi cho anh em là một cái kiểu này, đấy, nó màu quá, đấy, gửi cho anh em cái chữ này nó rất là mờ, lấy nét rồi, màu quá anh em, đấy. Mở thế nhỉ? Đây, như này mới rõ được này. Tại sao lại như thế nhá? Ừ, bởi vì là từ năm 2020 hay 21 thì không là nó đã thay đổi rồi. Tức là ngày xưa của nó là một túi này. Một cái gói hàng này nó sẽ là một cái, nhưng mà bây giờ nó đã thay đổi 5 cái ở trong một túi nhé. Đây là tem DMC chính hãng. Đang có khách gọi, mình quay nốt video mình mới trả lời được. Thì anh em yên tâm là bên mình báo ra hàng gì vẫn là hàng đấy nhá. Cái này là do cái lô sản xuất và do nhà máy họ thay đổi thôi, không gọi là hàng này hàng kia đâu anh em ạ. Cảm ơn anh em tin tưởng nhé, mình làm video cho anh em nhé. Và bên mình thì yên tâm tuyệt đối ạ. Cảm ơn anh em ạ.